Cây nào cây đó trái quá chừng trái không? Cho em mượn cái kìm nó đi. Cắt nó ra. Cứ tỉa lá người ta hoài. Hai cái trái này thì nó chín rồi, nhưng mà ba cái trái này á, mình cũng cắt vô được rồi, để chừng 2-3 ngày là nó cũng cũng chín luôn rồi. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng tranh thủ ra ngoài vườn coi có cái gì á, là mình sẽ thanh toán hết cái đó luôn đó. Tại vì 2-3 ngày nữa là mình đi đi Việt Nam chơi rồi, thăm gia đình, cho nên không có bên đây để mà chăm sóc với lại thu hoạch mấy cái này. Cũng có người tới họ chăm sóc giùm cho mình, nhưng mà coi cái nào hôm nay mình thu hoạch được á thì mình sẽ thanh toán nó luôn. Anh nói một hồi đi Home Depot mua mấy bao phân à? Ừ, mua mấy bao phân để anh chiết mấy cái nhánh bưởi ngoài sau á. Ừ. Tại mùa này cũng chiết được rồi. Vậy một hồi vô trong đó là anh mua cho em thêm một hai cái thùng giấy nữa đó anh ơi. Thùng giấy bữa em đã mua loại giống đó đó phải không? Ừ, mua cái giống loại đó đó, một Ừ. size một ạ. Thiếu, mình Hai còn thùng hai phải thùng không? nữa. Dạ, yeah. 8 thùng Ok. mới có đóng có 6 thùng thôi, còn 2 thùng nữa. Cái này mà nguyên một chùm mà nó chín đỏ lên hết á là đẹp lắm luôn á. Cắt này là mình cũng hơi ép nữa nè. Sáng là anh ra vườn thăm chút xíu. Giờ anh chạy vô Home Depot để anh mua ít ít đồ rồi cả nhà, đi công chuyện rồi. Trong mấy cây cà chua này á, khi nó chín á, nhìn cái cây của nó ham dữ lắm luôn á. Nhưng mà khi mà trồng mấy cà chua này á, là mình nên mua mấy cái sườn này nè, mấy cái khuôn á, để mình trồng mấy cái cây nó vô. Mấy cái chùm xanh còn lại á, mình nghĩ khoảng chừng 4-5 ngày sau á, là nó chín nữa rồi đó. Hôm nay là mình cũng sẽ bội thu nha, tại vì thu hoạch luôn mấy cái rau cải nè, su su, dưa leo, một vài trái mướp nữa, nay cũng có mướp thu hoạch rồi. Bây giờ mình sẽ thanh toán cái khuôn cà chua này, trái dữ lắm, trái cả nhà ơi. Thu hoạch cái đám cà chua này xong á là mình cũng sẽ nhổ cái cây mình bỏ luôn, tại vì nó cũng đã muốn tàn rồi đó, cho nên mình nhổ mình dọn luôn cho nó sạch. Cho cái người ở nhà đó, họ tưới á, họ cũng đỡ tưới mấy cái này. Hôm giờ mình cũng dọn dẹp bớt rồi đó, cái nào không đáng á, cái là mình nhổ mình bỏ bớt. Trái mình nằm ngổn ngang. Hôm nay thu hoạch xong á, mình cũng đem hết để cho người này người kia ăn phụ, chứ đâu có ở nhà đâu mà ăn. Còn anh Long với hai đứa nhỏ đó thì đa phần là ăn đồ ăn ở bên ngoài rồi. Cái tuần, hai tuần sau đó là ba cha con về sau. Mình sẽ về trước mình chơi cả nhà ơi. Cho nên là những cái video kế tiếp của mình á là sẽ về Việt Nam, sẽ quay, cố gắng quay cho cả nhà cùng xem cho vui nha. Hy vọng là cô chú anh chị các bạn á sẽ tiếp tục xem những cái video mà mình ở Việt Nam mình chơi, chứ không có còn những cái video mình thu hoạch trái nữa. Tạm ngưng. Ý cái trái này chín quá. Mình sẽ tạm ngưng ra vườn một thời gian cả nhà nha. Ừ anh đi đi. Mấy cái trái mà nó nằm sát mặt đất á, nó bị úng, tại nó chín rồi á, mặt đất nó ướt á, mình tưới nó ướt á cho nó bị úng. Hái luôn mấy trái này đi. Quá là nhiều, mê lắm luôn á cả nhà ơi. Khi mình trồng á, nó ra trái á, ra thu hoạch mê lắm. Cái loại cà này nó sai trái thiệt á. Mình thấy là nó sai hơn những cái giống khác nha. Hay là tại cái vị trí này mình trồng mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thấy trái quá chừng.
và trái của nó mà nó xà xà dưới đây nè, quá trời luôn không, khủng khiếp thiệt á. Trái quá trời trái, tại cái mùa này á, bắt đầu là thời tiết nóng rồi cho nên là cà chua á, nó màu chín lắm đó nha. Còn vô mùa lạnh á lâu lắm. Ui, chung chung. Trồng cà chua mình thích lắm, tại vì khi nó có trái nó chín á, với lại ra thu hoạch nó ham lắm luôn á, thích lắm. Coi nè cái màu của nó nè, đẹp chưa. Chưa gì trơn là một xỉa cà chua của mình rồi nha. Còn cái cây đằng kia nữa, đằng sau cũng có một hai cây cà chua nữa, mình cũng xả xuống mình nè, thanh toán nó luôn. Một xỉa luôn cả nhà ơi, mê không? Một xỉa đầy dung luôn. Cái xỉa này mình sẽ đem để cái góc nào mát mát cần thay đi cho nó nằm yên đây. Đó, mình còn một cái cây cà chua nhỏ ở đây nữa nè, mình sẽ thu hoạch luôn nha. Cho nó vô trong luôn đi. Cho nó vô đây luôn. Đây, nằm đây, nằm đây. Chỗ này nó mát nè. Sẵn kế bên là cái giàn mướp của mình. Hôm nay mình đi tới đâu á thì mình sẽ thu hoạch tới đó đi. Ui ui, ẩu cả nhà ơi. Cái này đừng có la em nha. Em ẩu quá em ơi. Đúng ra là mình phải lấy kéo mình cắt đàng hoàng chứ không phải như vậy đâu. Đâu rồi, mới thấy trái nữa đâu ta. Mấy cái mướp non non này vô. Đây nè, ngon này. Ngon lắm luôn á. Nấu canh ăn là khỏi cơ mà chê. Đó, ngon chưa. Thu hoạch cho nó, nó xong cái tour này luôn. Kế bên mấy em dưa leo, mình đã dọn một số dây dưa leo của cái khuôn đó rồi, mình trồng xuống mấy cái dây khổ qua đó, mình để mấy cái đồ giống như là chổi chà này kia đó để mà cản trở cho mấy cái con sóc, con cà cun này kia nó tới rồi nó đừng có bươi, chứ không là nó bươi dữ lắm. À, trong đây cũng có con trái bự đây này. Đây, cả nhà thấy không? Đó, mình vô phía bên trong nha. Nay là đi tới đâu là mình sẽ hái tới đó đó. Cái trái trong này nó muốn già rồi. Này có một trái nữa nè. Còn cái trái này của mình á là nó già lắm luôn rồi đó. Để về Việt Nam trở qua mình sẽ hái nó vô, mình chẻ ra thử nha. Coi nó có hột bên trong không. Còn một em sót đây nè cả nhà ơi. Bây giờ là nhà hàng xóm cắt cỏ rồi, nó ồn ơi là ồn luôn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn cái đám rau dền này nha. Có mấy cái trái mướp hồi nãy ha. Cái đám rau dền này nữa. Vừa nấu nồi canh ăn là ngọt ngất ngay luôn đó. Quá chừng luôn nè. Nó nhanh lên dữ lắm nha, bữa hổm mình mới thu hoạch nó đây à. Mà nay coi này nó phun phun lên nữa nè. Thấy cưng chưa? Quá chừng non luôn á. Giờ này mình ăn được nhiều lần lắm nha. Mình chỉ cần mình cắt như vậy là nó sẽ mọc lên cái nhánh mới á, nó nhảy lên nhiều lắm. Tha hồ mà ăn á.
cả nhà xem mấy cây nó khỏe đó, coi nè nó ú nu à, cái thân của nó ú nu, mảnh non nha. Sát cái chỗ này á, mình có trồng mấy cái dây cái gì quên ta, đậu rồng, cho nên là không có dám lấy cái con dao mà quơ quơ nó một hồi là nó sẽ đứt cái dây của nó. Đậu rồng mình thấy nó khó trồng lắm cả nhà ơi, cho nên là cưng cưng nó chút xíu. Quá chừng luôn á coi nè, ăn làm sao mà cho xuể. Đó, mấy cái rau cải cúc này á thì nó chịu cái thời tiết mà nó mát mát hơn, cho nên bây giờ trời nóng á, cái bắt đầu là mình thấy nó ra bông rồi nè. Kế bên đây mình có mấy chậu cây rau mồng tơi mà không biết làm sao á, nó không có được tươi tốt, không biết cái phân này nó làm sao rồi, cho nên là nó cũng được có một số cây thôi à. Hy vọng là cắt cái đám này xong á, nó sẽ mọc lên cái đợt hai á, cái cây nó sẽ mọc nó khỏe hơn. Cùng một lứa với nó mà mình trồng mấy loại rau khác á là ăn mấy tua rồi, còn nó nay nó như vậy nè, thấy ghét không? Cái rau này với lại cái rau muống năm nay là mình trồng bị thất bại nha, mà mình cũng không biết lý do. Rau muống thì mình cũng cắt tỉa nó hai đợt rồi, cứ mỗi lần nó ra đó thế là mình cắt tỉa mình dưỡng nó lại. Cái khuôn bên đây á là mình trồng mà nó có mấy cái dây này á là cái củ gì quên này ta, cái củ gì mà mình nấu canh mà ăn nó nhớt nhớt mà nó màu tím, củ khoai tím mình ăn á, cái mình lấy cái đầu của nó lại á, cái mình chôm ở dưới là nó mọc lên à. Xen kẽ bên đây thì cũng có mấy dây mồng tơi, nó ngon lắm luôn á cả nhà ơi. Cái này nó không có nhiều để mà mình cắt mình cho người này người kia, nhưng mà tỉa nó vậy đó, chứ vô nấu cũng được một nồi canh á, chứ không có ít đâu. Rồi chung với rau giờ này là mình nấu canh ăn ngon này, mướp nữa. Nay là mấy cái dây khổ qua của mình á là bắt đầu nay nó phun lên, nó bò lên vàng rồi. Còn cái khuôn tuốt ở đằng kia á, là khuôn cà tím của mình á, nay là mình thấy nó cũng phun lên rồi đó. Tệ nắng ấm lên rồi đó là nó chịu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đằng sau mình thu hoạch luôn cái đám su su nha, với lại một ít cà chua nữa, cũng còn cà chua nữa. Coi nè, cái cây cà chua này cũng còn, mình chưa thu hoạch nè. Quá chừng trái luôn chưa. Vô trong cái vàng này thì nó mát rồi. Hôm nay là lớn nhỏ gì mình cũng hái hết nha. Ở phía đằng sau này thì nó mát cho nên là nó không quay video, nó không có được sáng cả nhà nha. Mấy cái trái non này hả, họ đem vô ăn là ngon lắm, nó ngọt lắm. Ôi trời, thèm quá. Coi cái trái nó mê không. Ôi trời. Cũng có một vài người mới bắt đầu vô kênh của mình coi thì thấy mình thu hoạch cái su su này, thì nói là cái su su này á, là mình thu hoạch hồi 2023, chứ năm nay á, là không thể nào mà có trái để thu hoạch mà quay như thế này.
là tại vì cái dây này là cái dây cũ năm rồi, và vô mùa đông á thì nó cũng tàn nhưng mà nó không có chết hết, sau đó thì nó mọc lên lại. Mấy cái video mình quay á thì cũng mình cũng có nói, nhưng có thể là trong cái video mà cái người đó bình luận á coi á là mình không có nói hay sao đó, cho nên nói là mình cái này mình quay 2023 mà tới giờ mới bỏ lên. Cái dây mới của nó mà nếu mà mình trồng á thì bây giờ á nó chỉ như thế này thôi nè cả nhà coi nè. Đúng ra là cái dây nó sẽ tốt hơn, nhưng mình trồng ở chỗ đó nó mát á, nhưng mà nó có tốt chăng nữa thì bây giờ nó cũng sẽ chưa có trái đâu. Cho nên là nhiều khi coi á không có tin được là cái dây này nay mà mình giờ là mình đã có trái thu hoạch rồi. Ôi nhiều lắm đó nha, quá chừng luôn á. Đây nè, cả nhà coi cái dây su của nó nè. Đó, chỉ một củ thôi nha, chỉ một củ thôi mình làm giống á, cái mình trồng xuống mà nó ra không biết sao cái củ này nó ra nhiều dây lắm, rồi vô mùa đông thì nó cũng tàn nó chết, nhưng mà có nó có sẵn những cái dây nhỏ nhỏ đó, cái bắt đầu á là nó mọc lên, cho nên bây giờ á là mình đã có trái để mình thu hoạch rồi. Không biết tại sao một dây của nó mà nó quá chừng trái luôn, ủa nó quá chừng dây luôn, cho nên nó tàn cái dây này, nhưng mà cái dây kia nó vẫn còn sống. Cho nên bây giờ vô mùa này là mình đã có, mình thu hoạch rồi. Lướt qua một cái là cái rổ của mình là nó đầy luôn rồi nè, thấy mê chưa? Đó, buông cái điện thoại xuống là hái luôn, chứ không bây giờ vừa hái vừa quay nó lâu quá cả nhà. Mình bây giờ mình phải tranh thủ đi ra vườn thu cái này hái cái kia để mà đi vô trong nhà tiếp tục mình làm một số công chuyện nữa, tại bơi mốt là mình về Việt Nam rồi, cho nên là có nhiều việc là mình phải làm. Rồi bây giờ sẽ đi hái mấy cái trái cà chua bi nữa, lấy cái xịa nhỏ nhỏ mình sẽ hái cà chua bi nữa là xong nha. Bây giờ mình qua phía bên đây để mình thu hoạch cà chua bi với cây bên hông nữa, nhưng mà mình thu hoạch này xong thôi chắc mình ngưng mình đi vô nhà cả nhà ơi, còn cái cây kia để lại đi, mình nhổ nó luôn. Mình nhổ nó rồi mình ngồi mình tỉa trái nó sao. Cà chua này ngon lắm. Sau cái video này mình sẽ tạm ngưng ra vườn mình thu hoạch cả nhà nha. Mình sẽ tạm ngưng một tháng. Hy vọng là cả nhà sẽ cùng theo mình đi về Việt Nam. Cố gắng đi đâu, đi đây đi đó sẽ quay cho cả nhà cùng xem cho vui. Cái dây này mà nếu mà mình chăm nó, ây dạ, tước nó luôn nè, cái này là ẩu nha. Cây này mà nếu mà mình trồng đàng hoàng á, mình chăm sóc đàng hoàng á, là cái dây nó khỏe đó ha, nó ra trái cưng lắm. Mình đã từng cái trồng cái loại này rồi. Cả nhà thấy cái trái của nó ha. Đây. Cái loại cà này á, là nó từng chùm như thế này nè. Nó y như là nho vậy đó. Cái loại này á, là nó bò ở trên vàng cả nhà nha, chứ không phải là trồng ở trong chậu mà nó mình có cái khuôn là được đâu. Nó không có đủ chỗ cho nó. Mình phải có cái chỗ làm vàng để cho nó bò luôn. Nó giống như vậy nè. Cả nhà thấy nó bò không? Cây này là mình không chăm nha, nó tự mọc. Nó mọc ở trong cái gốc á. Đó, trong cái gốc trong đó đó. Cho nên là nó không có đầy đủ phân đất này kia đó. Cái nguồn gốc của cái cây cà này á, là lâu lắm rồi mình vô vườn cây lấy thiêu thì phải. Mình mua cây, cái mình thấy cái giống cà này của họ trồng nó bò đó, cái mình xin trái
cái về là tới nay là mình có giống bên trong nè. Ai mà thích trồng cà chua mà loại bò lên vàng á là mình nghĩ nên trồng cái này. Cái trái nó cũng không phải là nhỏ lắm. Đó, nó cỡ ngón chân cái của mình hơn. Cái giống này á ăn á thì mình thấy nó có vị ngọt nhiều hơn là cái cây ở trên đằng trước của mình, cây bình hồng á. Cây bình hồng á thì nó trái nhiều nhỏ hơn nhưng mà nó chua hơn. Đó, mê không? Trái chùm chùm vậy nè. Cưng không? Hôm nay là ra thu hoạch là mê luôn. Đây còn cái cây trên đây mình nói nè. Cái giống này trái nó cũng nhiều. Nhưng mà cái vị của nó ăn nó chua hơn. Chua hơn là cái trái bự này. Cái cây này thì nó ra cái chùm của nó là nó dạng nó dài ra. Còn cái trái bự á là cái dáng chùm của nó là nó tròn giống như chùm nho hơn. Thu hoạch sơ sơ, quay cả nhà xem thôi chứ một hồi chắc mình phải nhổ nó đi, nhổ nó bỏ. Hồi quá chừng trái luôn cả nhà ơi, khủng khiếp. Hôm nay là có cái gì là mình bẻ hết cái đó. Nguyên một cái cây này là cà chua. Cái cây này là lớp cây lớn lắm nha. Chỉ là cái cây nhỏ cà chua bi nè, su su, mướp, dưa leo, rau dền nè, rau mồng tơi với lại rau cải cúc nữa. Nó nằm ở trong đó. Nguyên một rổ luôn, có nhờ quá chừng nhiều luôn. Bao nhiêu xịa là mình đem ra hết luôn rồi đó. Thôi mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha. Xem video nhớ cho mình xin một like. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể tiếp tục theo dõi những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.